Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay em có cái lô sơn Mỹ mọi người nhá. Lô này nó là lô sơn tường anh em ạ, lô sơn tường anh em lưu ý nhá. Nhiều bác thì cứ tưởng là lô này nó là cái lô sơn sơn sắt thì không có phải anh em ạ. Trọng lượng của nó là 567 gram, đấy nó hơn một nửa cân đấy anh em nhá, hơn một nửa cân. Thì con này rất là hay, thương hiệu của nó là Homax này, Homax hàng Made in USA luôn. Đấy, Made in USA luôn này. Đấy. Con này có 3 chế độ sơn anh em nhé. Sơn là màu trắng tinh anh em ạ, trắng tinh. Thì nó sẽ là tạo lên những cái vân nổi này này. Đây này mọi người này, tạo lên cái nó sùi lên đấy, nó sùi lên nhìn rất là đẹp. Đấy, một kiểu này. Đây, một kiểu thứ hai này, một kiểu mịn này. Đó. Và tính năng của nó thì đây này, anh em nhìn cái đầu của nó đã bao phê rồi, bao thích rồi này. Đấy, mọi người về bẻ cho em cái này ra. Đấy, bẻ cho em cái này ra, và cái này nó là cái chế độ để anh em thay đổi chế độ nhá. Thay đổi chế độ để anh em có thể phun cái này. Đấy, 3 chế độ. Đấy, mọi người đây này. Đấy, xoay này ra. Thì đầu tiên mọi người bẻ cho em cái này ra này. Đấy. Rồi, ok, em sẽ test thử luôn cho anh em coi luôn một quả nhá. Đấy, nó rất là nặng anh em ạ, rất là nặng. Thì về mọi người sóc thật mạnh lên cho em nhé. Đấy, mọi người nghe tiếng chưa? Đấy, sóc thật mạnh lên. Đầu tiên là sóc thật mạnh lên, tại vì nó để nó lắng chìm rồi. Còn vỏ hộp đây, Made in USA. Đó, Made in USA. Dòng này thì nó là sơn tường để tạo nên cái độ hoa văn ở trong gia đình ấy mọi người nhé. Hoa văn trong căn phòng ấy. Đấy, nó làm như kiểu dạng trần tường thạch cao của quán karaoke, của quán cà phê. Đấy, đợi em chút để em sẽ là sóc thật mạnh lên xong em sơn cho anh em thử coi luôn nhá. Đấy, thì ba chế độ. Đầu tiên thì em sẽ gạt qua bên này nhá, gạt qua bên này thì nó sẽ là ra cái phần mịn anh em nhá, ra phần mịn này. Đấy, rất là mịn đấy anh em nhá. Đấy. Đây các bác nhìn này. Lát nữa em cho anh em vào trong ánh sáng để nhìn rõ hơn này. Tiếp tục này, em chỉnh chế độ khác này. Chỉnh chế độ xuôi hơn. Đấy. Xong là lắc thật mạnh lên các bác nhá. Lắc thật mạnh lên cho nó đều. Đấy. Đó, thì cái này nó phần sủi hơn tí này. Đấy, nó nổ hơn một tí này. Đấy, thì các bác cứ phun cho em vào nó sẽ kín nhá mọi người nhá. Đấy, giờ nó chưa khô, em phun vào cái giấy này nó chưa khô. Đây này, anh em nhìn này, nó khô rồi này. Đó. Và em cho cái phần nổi rõ rệt lên cho anh em coi nhá. Đấy, phần nổi rõ rệt này. Rồi, ok. Chờ một chút nhá các bác nhá. Ok, đây này. Mọi người xem cái phần mịn của nó nhá. Đấy, đây là cái phần mịn của nó này. Đấy, một phần mịn nhá. Còn đây là phần thô, phần sủi lên phần thứ hai này. Đấy, phần sủi lên phần thứ hai này anh em này. Đó, thì nó vẫn chưa khô hẳn mọi người nhá. Còn đây là phần mức độ số 3 anh em nhá, mức độ số 3. Đấy, mức độ số 3 này thì nó sẽ sủi hơn. Đấy, nó sẽ sủi lên như vậy. Rồi, ok anh em nhá, màu này màu trắng nhá. Màu trắng giống màu tường của em này. Đấy, màu trắng này, có khả năng màu trắng hơn. Màu trắng hơn tường của em. Rồi, ok anh chị em. Ở một cái hộp như này thì nó sẽ bao gồm cho anh em là 6 hộp. Đấy, 6 hộp, một cái hộp lớn này thì nó bao gồm cho anh em là 6 hộp. Đấy, hôm trước em xịt đi này. Đấy, sơn nhá, sơn tường nhá anh em nhá. Các bác này, các bác dùng để trang trí nhà cửa rất là hay. Đáy của nó có cả thương hiệu các thứ đầy đủ luôn này anh em này. Rồi, một thùng như này nó là bao gồm 6 hộp anh chị nhá. 6 hộp này anh em mua cả thùng thì giá là 60k trên một lọ. Đấy, 60k trên một lọ này. Đó, thì 360k. Đó, trên một thùng như này 6 lọ nhá. Còn nếu các bác mua 1 2 lọ thì giá là 70k mọi người nhá. 70k trên một lọ. Đấy, trên một lọ. Ok nhá, bao xịn sò luôn này. Đấy, bao xịn sò luôn anh em ạ, cầm nặng trịch. Đấy, mã này cực kỳ là hay luôn anh em về trang trí nhà cửa nhá.
Và cái mã sưởi đời mới như này thì nó là bóng sưởi Mỹ đời mới nữa này anh em này. Con này thì có mã của nó là MK2631-1. Đấy, con này thì nó sẽ có hai đầu dây sẵn luôn. Hai đầu dây sẵn luôn, nhưng mà anh em vẫn phải đấu nối tiếp vào cho em. Đấy, đấu nối tiếp vào cho em. Cái này dài mà đường kính này. Con này nó sẽ không có cái phe tản nhiệt, phe bảo vệ như con kia, nhưng mà con này nhìn nó xịn lắm anh em ạ. Con này nó dài đâu có 15.5. Còn là cái đường kính của cái này nó là 10 nhá mọi người nhá. Đấy, nó là 10 mm. Rồi, ok, cũng gồm có hai cái đầu sứ như này. Mình sẽ vẫn đấu nối tiếp vào cho em 4 quả nhá. 4 quả. Đây em test thử luôn. Anh em này đấu nối tiếp vào cho em nhá. Nhớ lại đấu nối tiếp vào cho em. Đấy, các bác có cần đầu nối dây điện thì đây cũng có những cái đầu nối dây điện khá là xịn sò như này. Và giá thành của những cái đầu nối dây điện này nó có 40.000 10 chiếc. Đấy. Con này nối dây điện của nó là 600V và 32A khá xịn này. Đấy, khá chắc chắn cho anh em dùng. Đấu nối tiếp vào cho nó an toàn, đấu nối như này cho an toàn anh em ạ. Và bây giờ em sẽ cắm điện 220 luôn này, bật vô này. Đấy, nhiệt nó lên đỏ như một cái viên ớt luôn, anh em chờ trong giây lát nó lên rồi này. Con này dòng của nó thì nó ăn lớn hơn nhá. Dòng của nó ăn mạnh hơn một chút so với những cái bóng kia. Đấy, em đo dòng luôn cho anh em coi. Dòng con này nó ăn là 9.4 anh em này. Đây. Dòng nó ăn là 9.4. Đấy, nó gần như là một cái thanh viên lửa luôn. Viên lửa luôn. Kể anh em đặt cái giấy đây là nó cháy luôn đấy anh em ạ. Đấy, và nếu mà em để như này nó nóng một phát là lâu là nó sẽ vỡ vì cả cái viên gạch men luôn đấy các bác. Ui giời giờ mặt nó đang hừng luôn rồi các bác ạ. Nóng dã man luôn. Đây anh em cho này cháy luôn này. Đấy, cháy luôn. Châm lửa luôn, cháy luôn. Rồi, mẫu này anh em cũng chế cái siêu ngon luôn. Siêu ngon luôn anh em nhá. Đó, và thậm chí anh em có thể là đấu thêm hai quả nữa vào để cho dòng nó ăn thấp đi. Đấy, anh em đấu thêm hai quả nữa vào cho dòng nó ăn thấp xuống nữa. Thì cái nhiệt độ nó giảm xuống và cái dòng của nó ăn xuống hơn. Đấy, dòng của nó thấp hơn. Anh em nào mà thích chế những cái loại này thì em gửi đến cho anh em một cái mã 4 quả như vậy. 4 quả như vậy, mã của nó là mã C2, 4 chiếc là 60.000 đồng. Anh em về chế cho nó sướng nhá anh em nhá. Đó. Tiếp tục thì em về được một vài thùng cái máy... Cái này nó là quạt sưởi mini của Nhật, có mã hiệu là Clear. Con này nó sẽ là sản xuất tại công xưởng sản xuất tại Make in China, nhưng mà nó là hàng của Nhật dành cho một cái thành phố Tokyo của Nhật Bản anh em nhé, Tokyo Japan. Đấy. Thì đây em cũng có một vài mẫu chia sẻ luôn cho anh em. Màu thì em sẽ lên màu ngẫu nhiên nhé, tại vì là nó có một thùng loại này. Em sẽ tặng cho anh em một cái con này. Con này thì mã Clear Mini Fan này. Nó có góc độ xoay là 40 độ C này, lượng gió này, hai lượng gió này. Đấy, và đảm bảo cho cái độ an toàn thì cứ 2 tiếng nó ngắt này. Và chống đổ này. Công suất con này nó là 600W và xài điện 100V, hàng của Nhật. Đấy, hàng của Nhật. Và cái con này đời sản xuất của nó là đời 2022. À, sau đây anh em 2020. Thì mời anh em tham khảo chi tiết cái con này nhá. Cái này phù hợp với các bác nào mà không thích chế cháo thì mình cứ thế mình xài luôn. Em sẽ lên điện sẵn cho anh em luôn nhá. Lên điện anh em xài điện 220. Đó. Rồi, ở đây em Thanh đang có 3 màu này. Hiện tại là màu xanh này thì nó còn 1-2 cái này. Màu xanh này có 1-2 cái này. Màu này thì đâu đó còn khoảng tầm 20 cái này. Và màu này thì có số lượng sẵn luôn cho anh em là khoảng 50 chiếc anh em nhé. Thì em sẽ cui thùng từng một cái một cho anh em xem. Thì trước tiên
em lên cái số lượng màu này cho anh em, màu này khá là đẹp và thuần mắt. Đấy, nói chung là anh em nhìn màu này là ai cũng muốn dùng rồi. Rồi, con quạt sưởi mini này thì thích hợp cho anh em là không thích chế cháo, dành cho các bác lớn tuổi cũng như là các em nhỏ mà mới sơ sinh ấy, dùng con này. Hoặc các em đang học hành ấy, mình đặt ở trên chốc bàn học, bàn làm việc khá là xịn sò. Đấy, màu đây của nó đây, khá đẹp nhá. Đấy, khá đẹp, con này có túc năng xoay góc 40 độ này. Đấy, dây dợ còn mới kính keng luôn, hàng đời 2020. Rồi, một bộ này. Màu này nó là màu ghi trắng này. Tiếp theo đó là màu hồng. Màu hồng này thì anh em nào mà có con gái là thích này. Em thấy màu nào nó cũng rất là đẹp ha. Đấy, công tắc on off. Đấy, màu này màu hồng anh em nhé. Công suất là 600W, 600W xài điện 100. Nhưng mà anh em yên tâm, em sẵn sàng em lên điện cho anh em. Đấy, để anh em dễ sử dụng. Còn màu này nó là màu xanh. Đấy, màu xanh. Rồi, cái công lên điện thì nó hơi mất tốn thời gian một chút, nhưng mà anh em có đặt hàng thì chắc chắn là em sẽ cố gắng em làm để gửi hàng sớm cho mọi người. Đấy, ở đây thì sẽ có 3 màu để anh em lựa chọn. Nói chung là màu này rất là ít, còn có 2-3 cái thôi. Màu này là màu hồng, rất là đẹp. Đấy, màu này. Đấy, màu của nó như vậy ha. Rồi, công năng sử dụng thì nó rất là hay, một điều như này. Ở đây cái này em chưa có hề lên điện anh em ạ, chưa có hề lên điện thì em sẽ dùng tạm qua một con nguồn 100 trước nhá. 100 trước. Đây, nhớ các bác này, bật này, công tắc on off tắt hẳn đi luôn này. On off ở đây. Trên này có hai cái nút cảm ứng này, một nút on off và một nút xoay góc 40 độ. Đấy, mình sẽ xoay. Mình sẽ bật máy lên. Bật máy phát dơ le đóng tạch phát là mình xài được rồi. Hiện tại là em sẽ cho quay góc chức năng. Đấy, quay góc chức năng. Hiện tại là gió ra nó rất là ấm rồi anh em nhé. Gió ra rất là ấm rồi. Ở ngoài này thì nó sở hữu một cái con quạt thổi nhiệt từ từ đằng sau về đằng trước ấy. Đằng trước thì nó sẽ có một cái phe nhiệt như vậy, vuông như vậy. Đấy, anh em nhìn nha. Và nó không có hề rực lửa như là cái móng sưởi đâu. Đấy, và có lượng gió ra rất khá là ấm. Bây giờ em sẽ đo nhiệt độ luôn cho anh em để anh em có thể xem lại, xét được tình hình nhá. Đấy, lượng ra khá là ấm. Ở trong này nếu mà đo nhiệt độ ra được khoảng tầm 150 độ C vào phải ra bên ngoài là khoảng tầm 30 mấy 40 mấy. Đấy, thích hợp cho anh em mà đặt trên bàn làm việc, đánh máy tính rồi là viết bài không bị cóng tay. Rồi, em Thanh đo nhiệt luôn cho anh em nhìn nhá. Nhiệt của nó thì nó sẽ lên tới 150 độ C nếu mà đo ở cái góc độ như vậy. Còn cách khoảng vài chục phân ấy, thì nó ra rất là ấm, cái lượng gió ra rất là ấm và nó cũng không quá là thổi gió mạnh. Gió của nó rất là vừa phải. Đấy, tạo nên một cái cảm giác gió rất là ấm, rất là thích luôn anh em ạ. Đây, em bật đèn sẵn lên cho anh em nhìn. Đấy, nhiệt nó còn đang lên nữa anh em nhá. Còn đang lên nữa. Đấy. Rồi, với cái khí hậu miền Bắc này nó khá là khắc nhiệt, mùa hè thì nó nóng, nó oi, rồi nó mồ hôi nó ra, mùa đông thì nó lạnh cóng luôn anh em ạ, cóng luôn. Thì ở đây em đang có những cái mẫu quạt sưởi như trên. Các bác nào mà quan tâm đến những mẫu này thì sẵn sàng em lên điện cho anh chị em với mức giá là 350.000 một con như này. Chiều cao của nó là được 22 phân, đường kính của nó là được 12 phân anh em nhé, đường kính 12 phân và nó được sử dụng chất liệu của nó là chất liệu ABS, chất nhựa ABS như này. Đấy, ABS như này. Trọng lượng của nó là 780g. Đấy, 780g mà công suất của nó là 600W. Và anh lưu ý hàng này thì nó được gia công tại bên nước thứ ba, nó là Make in China nhưng mà người Nhật người ta sử dụng. Đấy, anh em cũng biết rồi, hàng Tokyo Japan. Có sổ sách các thứ đầy đủ như này cho anh chị em này. Đấy, cái mã nguồn của nó là cái mã nguồn GP thì anh em biết rồi. Đấy, là GP, nó là Japan. Đấy, rồi ok anh chị em nhá.
Các bác nào quan tâm đến mẫu này là sẽ báo em Thanh, giá là 360.000 đồng. Hai mã sưởi màu xanh như này thì số lượng của nó rất là ít, còn em còn số lượng như màu hồng và màu này khá là xinh xắn, đẹp đẽ, sáng sủa. Một cái tính năng nữa mà em chưa có nói đến cho anh em biết, cái con này tính năng chống đổ của nó như này. Thí dụ như anh em giả lập là nó đang quay, đang chạy như này, mà lỡ tay mình có đánh đổ như này thì có vấn đề gì không? Nhưng mà cái này nó không có vấn đề gì nhé. Đánh đổ như này tự động dưa le nó đóng ngắt luôn anh em ạ. Quạt gió thổi nhiệt ra một lúc nữa là nó nguội nguội cái chỗ kia là nó tự tắt hẳn luôn. Và các bác phải dựng đứng lên thì mới dùng lại được tiếp nhé. Phải dựng đứng lên và anh em phải bật lại mới dùng lại được tiếp tục. Chứ mình cũng không thể nào mà cứ đặt ở bên dưới này mà mình bấm mà mình xài được đâu. Đấy, thí dụ như này. Đấy, bấm nữa nó cũng không có lên nhá anh em nhá. Nháy đèn. Đấy, anh em cứ dùng đứng này cho em bật này. Rồi, hiện tại là miền Nam á, miền Nam thì mùa trong vòng thời đêm ấy. Đấy, trong cái thời tiết về đêm ấy thì nó cũng khá là lạnh, anh em cũng có thể xài được. Miền Bắc thì anh em biết rồi, miền Bắc, miền Trung, miền Tây Nam Bộ, rồi là miền Chu du miền núi, anh em dùng những cái mẫu như này được các thứ. Rồi ok anh em nhá. Quạt sưởi mini là 360.000 đồng, hỗ trợ anh em lên điện sẵn cho anh em là 350.000 đồng, sorry anh em, 350k là lên điện rồi cho anh em này. Còn nếu các bác nào mà muốn để nguyên bản thì giá của nó là 320 nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em về được một số đồ. Đấy, lên giới thiệu đến anh em một vài mã, như là một cái con bơm ô tô của thương hiệu Mattech. Dòng này thì nó là bơm ô tô 12V. Anh em tham khảo qua để mình có thể sử dụng một con bơm này cho lắp trên ô tô hoặc là dùng ở nhà nhá. Con này thương hiệu Mattech, sử dụng điện 12V. Và tối đa anh em dùng ở nhà, nếu mà không dùng trong ô tô thì tối đa là 10A nhá. Dùng 12V 10A giúp em. Đấy. Sản phẩm chính của nó đây, nó on off đây thôi. Còn nó dây dở của nó rất là dài và có một cái đầu tẩu. Đấy, có một cái đầu tẩu và đây là cái phần đầu khuy để anh em bơm nhé. Nói chung là bơm con này ở bên Nhật người ta tính theo nó là kilopound chứ nó không có tính theo cân ký như mình. Đấy, thì anh em cứ bơm vào thôi, bơm vào là anh em sử dụng thôi. Ví dụ như em đang sử dụng một con bình ắc quy con 5A. Nói chung là em giữ mà nó cũng giữ tay thì khoảng tầm được 300 kilopound thôi. Đấy, còn bơm này bơm rất là ngon, on off ở đây. Thương hiệu của nó là Mattech nhá. Mattech. Trong này có một cái con động cơ. Có một động cơ. Dòng này thì Mattech này thì em cũng chia sẻ luôn. Nó là hàng Nhật nhưng mà nó gia công ở bên Make in China nhá mọi người nhá. Nó gia công bên Make in China thì ở đây nó sẽ có thêm một cái mã nguồn này anh em này. Đấy, ở đây thì nó có chữ Make in China nhé, để anh em tránh thắc mắc khi mình nhận hàng nhìn thấy chữ Make in China mọi người dị ứng, mọi người lại trả hàng về. Thì đây là Make in China và hàng Nhật thì nó có cái mã nguồn là GP, co.gp ấy. Đấy, thì anh em tìm hiểu thêm nhé. Đấy, mong rằng anh em mua hàng nó thông thái một chút chứ đâu có phải là cứ China là nó không tốt đâu. Đấy, còn đây giá là 340. Đấy, em giới thiệu đến anh em nào thích thì mình báo em gửi cho nhá. Đấy, còn kích thước em sẽ đo luôn cho anh em. Đó, để tránh trường hợp anh em báo em là nó nhỏ quá hay nó to quá nó rất là bất công. Đây, con này chiều ngang của nó là 14 nhá. Chiều đứng của nó là 12. Và độ dày của nó là đâu đó nó được khoảng 5/2. Sorry anh em, 5/6 nhá. Đấy, dây đầu tẩu thì nó khá là dài và đầu phích cắm đây, phích cắm dẫn đầu dẫn hơi đây. Đấy, giá là 340.000 đồng cho một cái mẫu bơm như vậy ha. Mẫu bơm như này, anh em nào mà cần thì ủng hộ cho em Thanh ha. Cảm ơn mọi người. Em sang sản phẩm tiếp theo. Tiếp theo thì em có một cái con nồi ấm siêu tốc. Dòng này thì nó là 24V nhá. 24V này thì chắc anh em xe công xe tải thì nó mới 24V, còn bình thường những cái xe con ấy thì nó có là 12V thôi. Anh em đi đường dài các thứ là mình dùng cái mẫu này.
Đấy. Con này đây nó cái này mình sẽ lắp vô vào được nha mọi người nhé, lắp rời ra được. Đấy. Trong này thì nó sẽ đầy đủ giấy tờ cho anh em luôn. 24V 10A nhá mọi người nhá. Dung tích con này nó là 1 lít nước. Đấy. Đây anh em có thể phân tích đây là chữ Nhật hay là chữ nào nào. Đó, thì anh em cứ phân tích thôi. Ấm siêu tốc nhá. DC của nó là DC 24V cho một cái mã như này. Đấy, phích cắm và có cả cái anh em có thể luộc trứng, pha trà các thứ, đây nó có màng lọc này. Màng lọc đây, anh em pha trà các thứ là uống cũng ngon. Đấy, rất là nhỏ gọn thôi. Rồi, ở đây thì cũng có ấy luôn này, DC24V 10A nhá, 10A. Đầu tàu đây. Trong này có một cái con cầu chì nữa ha. Một cái con cầu chì nữa đấy. Rồi, ok, em đo này. Chiều cao của nó thì nó đâu đó nó được 17 này. 17, còn đường kính của đáy này. Đường kính của đáy nó là 14 nha mọi người nha. Rất là nhỏ gọn thôi. Và cái này nhựa nó làm bằng nhựa thôi nhưng nó khá là chắc chắn. Dung tích của nó là được 1 lít nước. Đấy. Rồi, ok, dây tàu tàu. Giá cho một con ấm siêu tốc bình điện 24V như này. Giá là 260.000 đồng anh em nhé. 260k. Ok anh em nào cần thì báo em Thanh nhá. Tiếp theo em có một cái con bơm hút dung dịch của ô tô. Thì cái con bơm này á, anh em có thể bơm được nhiều tính năng, bơm nước rồi. Bơm nước, bơm dung dịch, bơm tất cả các mọi thứ. Đây, hàng này thì cũng đến từ thương hiệu của Medtech thôi. Medtech này. Rồi, đây này. Củ của nó đây. Trong này thì nó có một cái con động cơ 12V. Medtech này thì cũng sản xuất ở công xưởng ở Made in China thôi. Made in China, nó là cái công xưởng dành cho cả thế giới. Đấy, tại vì nó nhiều công nhân, nhiều nhân sự rồi là giá thành nó rẻ nên là còn là cái công nghệ hoặc là cái nhà máy các thứ thì nó vẫn đều là tùy từng ấy, tùy từng nơi. Rồi giấy tờ của nó ở đây nhé anh em nhé. Và sản phẩm nó đi kèm cho anh em là đầu bơm hút luôn. Con này thì có chế độ là vừa hút vừa đẩy luôn. Anh em không cần phải mồi 2 giây. Anh em cứ cắm vô đây là xong. Đây này. Đấy, mọi người cắm vô đây là ok rồi. Ha. Rồi, cái này thì đơn giản thôi. Anh em kẹp luôn vào đầu bình ắc quy là chạy thôi anh em nhé. Như này. Anh em cắm vô và chạy thôi. Anh em làm bơm bể cá hay cái gì đó cũng được. Ha. Đấy. Đầu hút một đầu thổi, đầu hút một đầu thổi. Đấy, trong này nó có một cái con động cơ, nó là vậy thôi. Em đo kích thước luôn anh em tham khảo qua này. Chiều dài của cái mẫu bơm này gần được 13 cm nhá, gọi là 12.7.8 gì đó. Độ dày của nó này, chiều ngang con này là 8 phân này. Tổng hai bên là 13.5 này. Đấy. Và đây. Đấy thì nó sẽ có hướng dẫn anh em sử dụng này. Ví dụ như là bơm chất lỏng đồ mát cho ô tô các thứ ở đây. Đấy, nó hướng dẫn anh em luôn. Đó, rồi ok nhá. Các bác nào cần cái mã bơm hút dung dịch này, anh em có thể bơm rượu, bơm xăng hay là bơm cái gì đó cũng được. Bơm cái gì cũng được. Đấy, là dạng bơm hút dung dịch của Nhật. Giá cho cái bộ này nó là 340.000 nhá. 340k anh em ạ. Đấy, 340.000 đồng. Về được một ít cái máy hút bụi nữa. Máy hút bụi này cũng là máy hút bụi của thương hiệu Medtech, hàng của Nhật. Đây. Hàng mới chưa qua sử dụng luôn anh em ạ. Anh em có thể dòng bơm này nó công suất của nó là 66W, đầy đủ phụ kiện. Đấy, 66W DC 12V. Và nó có thể hút được bụi, hút được nước, sữa các thứ đổ ra nền nhà các thứ đây anh em nhé. Đấy. Rồi ok, chất nhựa của nó làm nó khá xịn sò.
cái đầu này anh em có thể hút rút ra được, và mình sẽ hút những cái bụi ở những góc khó, và có thể thêm cái phần này vừa hút vừa trà. Còn đây là cái gỡ cao su để nhằm hút những cái nước vào. Đó, hàng của nó rất là chắc chắn luôn như vậy. Không mỏng mẻo, không ọp ẹp nhá anh em nhá, không mỏng mẻo, không ọp ẹp dây của nó đây. Đấy, công tắc on off anh em ấn và giữ và hút thôi. Rồi, nếu mà khi mà mình hút được đầy quá rồi anh em có thể ấn cái này và mở ra. Trong này thì nó có cái giòn của nó rất khá là dày như này. Đấy, trong khá là dày như này. Nói chung là con này anh em xài là bao ngon ha. Bao ngon. Và đúng vào đúng cái lẫy vào. Sản phẩm này thì anh em có thể hút ở những cái góc khó, thì mình đưa cái góc này vào đây, mình sẽ hút, hút sạch sẽ. Rồi nếu mà hút sữa thì anh em đưa cho em cái đầu ống này vào. Đấy, để anh em hút sữa, hút nước, hút sữa các thứ, ok luôn. Đấy, tình trạng của nó là như vậy đây, hàng mới chưa qua sử dụng. Đây em dùng tạm cái bình 5A. Công suất của nó là 66W nên là nó khá là khỏe anh em ạ. Đây. Công suất của nó là 66W DC, 66W này, DC 12V. Nó khá là khỏe. Rồi ok. Anh em nào mà cần cái mã sản phẩm máy hút bụi như này, giá cho máy hút bụi là 330.000 đồng anh em nhé, 330.000 đồng một con máy hút bụi như vậy, 330k. Rồi tiếp theo thì em có một cái con này, nó là con nồi cơm, nồi cơm chắc dung tích của nó chắc được khoảng nửa lít thôi. Nửa lít thôi, dùng DC của nó là 12V nhá. Anh em đánh ô tô mà đi vào nương, vào dãy hay là đi xa thì anh em có thể dùng cái con nồi cơm như này. Nồi cơm Nhật này thì anh em biết rồi, nấu cơm là bao ngon luôn. Nấu trong vòng 35 phút là anh em có một cái bữa cơm ngon lành rồi. Đấy. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Medtech, Medtech và 12V, DC 12V. Và tối đa thì anh em biết rồi, tối đa cái dòng này công suất của nó là 100W này. 100W thì anh em phải dùng tối đa là cho anh em phải dùng cái ắc quy mắc là từ từ 8.5A cho đến hơn nữa cũng được. Đấy, từ đây 10A trở lên này, 10A trở lên này. Đấy. Và con này thì em cũng chia sẻ luôn, cũng là hàng Make in China nhá. Công xưởng của nó là gia công ở Make in China. Nhưng mà hàng thương hiệu là Dai Medtech và có mã daiji.co.jp này. Đấy thì anh em cứ tham khảo qua thêm, nếu anh em mà không tin chắc tin tưởng và đây là hàng Nhật. Rồi ok, giá cho một cái bộ này em báo là 360.000 đồng, một con nồi cơm đầy đủ phụ kiện luôn. Phụ kiện này nắp này thì nó sẽ có giòn giếc các thứ kín đáo luôn anh em này, và dây để cắm nguồn này. Đây là phụ kiện tặng kèm giòn thêm này, và những cái thìa các thứ đầy đủ luôn. Đấy, trong này này. Đấy, nồi chống dính nhá mọi người nhá, nồi chống dính cơm nước các thứ là chống dính luôn, khá xịn sò. Thì anh em dùng cái nồi này là khoảng 2 người ăn là vừa vặn, 2 người ăn, 1 cho đến 2 người ăn nhá, tại vì nó là dòng nồi cơm xe tải, xe khách, dòng xe tải. Đấy, 1 mình 2 mình các thứ, anh em không muốn ăn quán thì tự nấu cái này là ngon luôn. Rồi, nồi cơm 12V, 100W nhé, 100W này. 35 phút là có cơm nhé anh em nhé, có cơm nóng ngon là anh em ăn rồi.
Rồi, giá 360.000 đồng cho con nồi cơm 12V như này. Về được một ít cái bảng tự xóa của Nhật nha anh em nhé. Bảng tự xóa của Nhật nó mới về. Thì đây, con này bảng của nó, kích thước của nó là 8.5 inch nhé, 8.5 inch. Thì dưới này nó có một cái cần gạt, anh em gạt qua on off ở đây này. Con này sẽ sử dụng bằng pin. Đấy, sử dụng bằng pin. Cái pin này thì không có đáng ngại, mọi người dùng mãi chả bao giờ hết đâu. Lâu lắm mới hết, cần hết cái dạng pin cúc áo đó. Đó. Ấn này, vô hết luôn. Cái này các bác có thể cho em bé nhà mình học hành tập viết chữ A, chữ Á, đấy, ở bờ cờ gì đó. Rồi anh em có thể tập cho bé ký tên, rồi là tập viết chữ tên bố, tên mẹ, tên ông, tên bà. Đấy, cho nó khỏi chơi điện thoại rồi là các thứ. Giờ nó rất là nguy hiểm luôn. Rồi, giá thành của nó thì cái này em đang gửi đến cho anh em với mức giá là 100.000 đồng hai cái nhá. Còn anh em lấy một cái thì giá là 60.000 đồng. Đấy, còn bảng này kích thước bên ngang của nó là 14.3, chiều dài của nó là 22.6. Rồi một bộ bảng tự xóa cho bé này, 100.000 đồng hai cái như này. Hàng của Nhật nha, về nha anh em nhá, hàng của Nhật về đó, không phải hàng Trung Quốc đâu. À, em có một cái con này nó là con quạt kẹp nhá anh em nhá. Quạt kẹp này anh em dùng khá là ngon, xài điện bình. Anh em đi làm là đi bán hàng ngoài chợ hay cái gì đó, anh em dùng điện 12V cho em. Con này có túc năng và có cần gạt hai chế độ. Đấy, DC cắm tẩu 12V hoặc anh em không cần tẩu nữa thì cắm áp quy luôn. Đấy. Con này 0.9A. Đấy, 0.7 chứ 0.9A này. Cấp độ 2 là 0.9A và cấp độ 1 là 0.7A. Và trọng lượng của nó là 800g. Kích thước là 185W x 185H. Đấy, thì nó tính như vậy. Đây, còn đây anh em nhá. Đó, thì em sẽ đo kích thước luôn. Cái này nó là cái công tắc để nó xoay nhá, quay qua quay lại cánh của nó đây. Và cái này là chân kẹp nhá. Chân kẹp, đấy, mọi người kẹp vào bàn hoặc là cửa sổ hoặc là cái gì đó. Ở đây này, mọi người này, có giấy tờ các thứ đầy đủ luôn cho anh em luôn. Đấy, hàng Nhật luôn. Đấy, xoay nhá, xoay này, góc 60 độ luôn. Rồi, ok. Em sẽ đo kích thước luôn và test hàng luôn cho anh em. À, đường kính cái này tổng thể của nó là khoảng tầm 17.5. Còn đường kính cánh thì đâu đó nó được khoảng tầm 14.5 hai cánh. Cái này anh em có thể xoáy ra điều chỉnh hướng được như này. Xoáy điều chỉnh hướng cho nó gọn gàng, mang đi mang lại này. Đấy, nó sẽ có hai khớp nhá. Hai khớp anh em gập lại này. Cái này mình có thể gập vô lại được như này nữa. Đấy, gập vô lại cất gọn vào ba lô. Đấy, rất là tiện ha. Mang đi chợ ngồi dùng để quạt mát hoặc là anh em dùng cái gì đó mà kẹp nó cũng rất là tiện ha. Đây, kẹp nó cũng rất là tiện, kẹp đâu đó cũng được ha. Đấy, cái này anh em có thể muốn ngửa lên này thì các bác ngửa lên như này. Đấy, ngửa hẳn lên. Còn cúp xuống thì anh em lại xoáy cái này để cho cúp xuống ha. Bây giờ em test thử luôn này. Em sẽ xài bằng cái bình ắc quy 12V thôi, 12V 5A thôi, không cần thì em kẹp tạm vào cái chân quay. Ở đây thì nó có một cái công tắc off này, off ở đằng giữa này, số 1 này và số 2 ở bên hông này. Đấy, số 2 bên hông. Bây giờ kẹp vô và test thử luôn. Số 2 đâu rồi? Đó, mạnh dữ luôn anh em ạ. Đấy, mạnh dữ luôn.
mạnh lắm anh em nhá. Em sẽ xoay cho anh em, nó sẽ vào tới cái camera anh em nha, lượng gió nhá. Tại vì một tay em đang giữ rồi, tay em đang giữ cái bình rồi, đây này anh em có thể nhìn thấy đây. Đấy, một tay em đang giữ cái bình này rồi. Rồi, kẹp vô. Đấy, em ngồi cách đây khoảng tầm mét ấy, mà nó cũng rất là mát rồi. Gió phù 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 luôn. Ok anh em nhá. Một con quạt kẹp như này, giá cho cái con quạt kẹp này là nó là 350.000 nhá anh em nhá. 350.000 cái con quạt kẹp như vậy. Đấy, ok anh em nào có nhu cầu nào thì báo em nhá. À còn một tính năng nữa em chưa test, đó là cái tính năng quay túc năng anh em nhá. Quay túc năng. Đây, anh em gạt qua cái thành này. Đấy, nó đang cạm chạm đây rồi. Ok, nó đi, nó sẽ quay lại này. Đó, nó sẽ quay lại anh em nhá. Đấy là tính năng của cái túc năng này. Rồi ok, khá xịn sò cho một cái mẫu này. 350k cho con quạt kẹp nhá anh em nhá. Đấy. Hello, xin chào anh em và các bác quay trở lại với kênh nhá. Hôm nay mùa đông đến rồi thì em cũng sưu tầm thêm một số những cái mẫu nữa. Đây là những cái mẫu này, nó là cái mẫu bếp từ của Hitachi. Đó thì em giới thiệu đến cho các bác để các bác tham khảo qua, để phục vụ cho những cái bữa nhậu, bữa ăn lẩu của gia đình nhá mọi người. Thì đây, bên ngoài của nó này anh em có thể nhìn thấy một dạng bếp từ Hitachi có mã model của nó là DH15T7. Đó. Con này cái hay của nó là được xài được điện 220 luôn, và của công ty Hitachi, và nó là hàng gia công tại bên Make in Thái Lan. Đây, em mời anh em có thể tham khảo qua nhá. Hàng mới 100%. Hàng này thì bao bảo hành cho anh em là 3 tháng này. Đấy, bao bảo hành cho anh em là 3 tháng, hàng mới chưa qua sử dụng ha. Hitachi Make in Thái Lan. Ok anh em, mã các thứ, mã model của nó ở đây hết này. Rồi ok mọi người ha. Ngoài ra này, nó sẽ tặng kèm cho anh em thêm một cái nồi nữa luôn. Cái này là nó đi kèm theo chứ em Thanh cũng không có để mà tặng đâu. Đấy, cái nồi này thì trên tay em cầm ấy khá là chắc chắn, nó không như là những cái dòng nồi thông thường nó hơi mỏng. Đấy, nhưng nồi này thì nó khá là chắc chắn đấy mọi người. Bây giờ em sẽ bóc ra em cho anh em coi luôn thực tế bên trong nhá. Đây, mời anh em xem nó nhá. Mọi người có cái nồi này là ăn lẩu là rất là vừa vặn này. Mình có thể ăn lẩu hải sản, lẩu thập cẩm, lẩu nấm, rồi lẩu riêu cua, bắp bò, để nhậu trong những cái bữa ăn hàng ngày có tiệc tùng anh em nhá. Cái nồi này nồi inox, ok mọi người, khá dày dẫn đấy nhá, chứ không phải là nó cũng không quá là mỏng đâu. Đấy, đặt lên đây là mọi người dùng là ok rồi nè. Rồi tiếp theo em sẽ cui luôn cái con bếp từ Hitachi này. Lỗi đổi cho anh em trong vòng 3 tháng, được chưa? Trong vòng 3 tháng đầu. Rồi, Hitachi Make in Thái Lan nhá. Đây là cái sổ sách này của nó này. Đấy, đây là cái sổ sách của nó này. Và bao ship cho anh em đến tận nhà nhá. Và bao ship cho anh em đến tận nhà. Các bác không phải lo lắng về cái phí vận chuyển nữa, em Thanh hỗ trợ anh em phí ship luôn. Ok này, con này thì tính năng các thứ cắm thử luôn, anh em xài và cách hướng dẫn sử dụng luôn nhé. Các bác thoải mái cắm điện 220 cho em nhá. Đấy, cắm điện lên thì nó sẽ lên bật đèn đèn ha. Rồi em đã chuẩn bị thêm một chút nước ở đây rồi, đun luôn cho anh em luôn. Đấy mọi người ấn cho em nút nguồn lên này. Rồi để em xem. À đây, có cái nút bàn tay chỉ đây nhá mọi người nhá. Nút bàn tay chỉ mọi người ấn thì mới được nhá. Con này maximum của nó là 2200W. Đấy, mình sẽ giảm đi này. Chế độ sạc. Đó, mình đun một chút rồi nó đã bốc hơi lên rồi này các bạn này, các bác này. Rồi ok này. Cái này mức lẩu này. Hotpot à.
passport này, cái hẹn giờ này, tăng giảm nhiệt này, xào này, dừng này. Đấy, có cả dừng, chế độ dừng luôn anh em nhé. Mặt kính, đấy, ok này, đang sủi lên rồi anh em nhé. Đấy, cũng khá là nhanh mà em cho cũng tương đối là nước nhiều đấy. Tương đối là nhiều nước ấy, chứ không có phải là ít nước đâu. Rồi, xem nào, để em xem nào. Ở đây ấy, thì nó có ghi là 2200W này, xài điện 220, tần suất 50/60Hz này. Có mã đàng hoàng các thứ Hitachi ha. Hàng nguyên hộp mới chưa qua sử dụng. Và giá thành em gửi đến cho anh chị em cái mã này, bao ship tận nhà và giá em gửi đến cho anh chị em với mức giá là 700.000 đồng. Đấy, hỗ trợ anh em đổi một trong vòng 3 tháng. Đấy, trong vòng 3 tháng tính từ ngày các bác mua hàng. Đấy, ở trên hệ thống nhà em thì sẽ có những cái lưu, những cái quá trình các bác mua hàng. Nên là anh em cứ đặt hàng á, là em lên app là em sẽ biết được các bác đặt lúc nào ha. Rồi, ok. Các bác nào cần cái mẫu này khá là ngon này, khá là chất lượng, thì anh em dùng cho em cái mẫu này ha. Mặt kính ha, mặt kính. Kích thước thì nó rất là xinh xắn thôi. Em đo cho anh em luôn. Nó rất là khuôn sinh nhá, chứ nó không có dày cộp cồng cành như một số các mẫu khác. Ở đây thì nó chiều dài của nó được 35, chiều ngang của nó là được 28. Đấy, để anh em áng chừng nhá. Và chiều cao, chiều độ dày của nó có 4 phân thôi, 4 phân thôi anh em nhá. Ok mọi người, cái này nó ghi là Super 60 cái gì đó, em cũng không có nắm rõ đâu. Thằng Make in Thái Lan ha, Make in Thái Lan. Ở trên mặt này, mặt 3D. Đấy, mặt 3D. Đây là dòng bếp từ nha anh em nha. Bếp từ chứ không phải bếp hồng ngoại. Đấy, bếp hồng ngoại thì nó hơi nguy hiểm một chút. Rồi, 700k. Anh em nào cần mẫu này báo em Thanh nha.